Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi McDonald's, Wellspa, thương hiệu Salon Furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp, và Estiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày thứ Hai, 7 tháng 6 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay, bắt đầu với tin Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi hàng triệu Mỹ kim tiền chuộc công ty Colonial Pipeline đã trả cho tin tặc. Nhóm G7 đã thỏa thuận lịch sử về cải tổ thuế doanh nghiệp. Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Harris ngăn cản di dân bất hợp pháp từ Trung và Nam Mỹ Châu. Băng ghi âm luật sư Giuliani áp lực Ukraine điều tra về Tổng thống Biden năm 2019. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Yellen nói rằng lãi suất tăng là điều tốt đối với nước Mỹ. Tòa tối cao Hoa Kỳ phán quyết bác bỏ đơn xin thẻ xanh của những thường trú nhân tạm thời. Một loại vaccine dạng mới có thể ra mắt vào mùa hè này. Google sẽ thay đổi các quảng cáo toàn cầu trong thỏa thuận cột mốc về chống độc quyền. Và cảnh sát bắt giữ hai kẻ nổi giận khi lái xe tại California đã giết một bé trai 6 tuổi. Và bản tin trong ngày hôm nay sẽ được mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong ngày hôm nay thứ Hai đã đưa ra thông báo là họ đã thu giữ thành công hàng triệu đô la tiền điện tử mà Colonial Pipeline, một công ty quản lý đường ống dẫn dầu, đã trả cho nhóm tội phạm xâm phạm mạng có tên là DarkSide sau cuộc tấn công ransomware vào hồi tháng trước, làm cho đường ống này đã phải đóng cửa một thời gian ngắn và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu tạm thời. Theo một lệnh tịch thu chưa được đưa ra vào chiều ngày thứ Hai. Đầu ngày hôm nay, thì Bộ Tư pháp đã tìm thấy và thu hồi phần lớn số tiền chuộc mà công ty Colonial đã trả cho mạng DarkSide sau cuộc tấn công vào tháng trước. Các cuộc tấn công này luôn luôn không thể chấp nhận được, nhưng khi chúng nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi nỗ lực trong phản ứng của chúng tôi. Phó Tổng trưởng lý, tức là Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bà Lisa Monaco cho biết trong một cuộc họp báo, hôm nay chúng tôi đã lật ngược tình thế đối với DarkSide, cô nói, bằng cách theo đuổi tất cả những hệ sinh thái thúc đẩy các cuộc tấn công bằng ransomware và các cái loại mã độc tống tiền bằng hệ thống kỹ thuật số, bao gồm cả những món tiền thu được từ tội phạm dưới dạng tiền kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ và tất cả các nguồn lực của mình để có thể gia tăng tốc độ cũng như là điều tra nhắm vào các cuộc tấn công bằng ransomware và các cuộc tấn công hỗ trợ vào không gian mạng khác. Vụ tấn công mạng của Colonial Pipeline được thực hiện bởi các thành viên của tổ chức có tên gọi là DarkSide, và lực lượng FBI cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn lực lượng này đã hỗ trợ cho một nhóm tin tặc khác để tấn công vào mạng lưới của Colonial. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công thì Tổng thống Joe Biden cho biết là các tin tặc này có trụ sở được đặt tại Nga nhưng không nằm dưới quyền điều động của chính phủ Nga. Và hồi tháng 5 thì công ty này đã thừa nhận trả hàng triệu Mỹ kim tiền chuộc bằng tiền điện tử Bitcoin, và cái số tiền lúc đó, nó tính theo nó là khoảng 78 đồng Bitcoin. Vào cái thời điểm lúc đó thì giá trị của một đồng Bitcoin nó tương đương với khoảng 60.000 Mỹ kim. Do đó mà cái số tiền mà công ty Colonial đã thanh toán tương đương với khoảng 4.300.000. Trong khi đó thì số tiền mà Bitcoin hôm nay Bộ Tư pháp thu lại được từ DarkSide là 63.7 Bitcoin, và tính theo trị giá ngày hôm nay tương đương với khoảng 34.120 Mỹ kim cho một Bitcoin, thì trị giá này nó khoảng là 2.300.000 Mỹ kim. Tức là nếu tính theo tiền Mỹ kim thì chính phủ liên bang đã thiệt hại khoảng 2.000.000 Mỹ kim. Tin tức này đã được ABC News và một số các cái cơ quan thông tấn khác cũng đã đưa ra trong ngày hôm nay. Bà Monaco cho biết là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ vượt qua tất cả những nỗ lực điều tra và có thể giải quyết tất cả những cái hậu quả này. Và trong thời gian hiện tại thì bà cũng thay mặt cho chính phủ liên bang yêu cầu cho các công ty cần tăng cường sự bảo mật để chống lại các tin tặc, các loại, các hình thức khác nhau đối với các cái sự việc nghiêm trọng liên quan đến ngành công nghiệp, thịt và vận tải của Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Mà vì trước đó, sau cái vụ Colonial Pipeline, thì công ty JBS, một công ty lớn về cái việc chế biến và sản xuất thịt, cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cái loại tấn công này.
Bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề một thỏa thuận lịch sử về cải tổ thuế doanh nghiệp đã đạt được trong cuối tuần qua, thưa quý vị, của khối G7, tức là 7 quốc gia cường thịnh nhất trên thế giới. Bản tin chi tiết của CNBC cho thấy là Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế tân tiến nhất thế giới, được gọi là nhóm G7, đã ủng hộ một đề nghị của Hoa Kỳ nhằm kêu gọi các tập đoàn trên thế giới phải trả thuế ít nhất là 15% đối với lợi tức của họ. Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh là Rishi Sunak đã tuyên bố trong một tuyên bố video hôm thứ Bảy như sau: các bộ trưởng tài chính khối G7 sau nhiều năm thảo luận đã đạt được một thỏa thuận lịch sử hôm nay để cải cách hệ thống thuế toàn cầu, để nó phù hợp với thời đại kỹ thuật số toàn cầu và quan trọng là bảo đảm nó công bằng, để các công ty phù hợp phải được trả thuế phù hợp vào đúng nơi, đúng chỗ. Nếu được hoàn thành, tức là finalize, thì cái thỏa thuận này sẽ thể hiện một sự phát triển đáng kể trong lĩnh vực thuế trên toàn cầu. Các thành viên của khối G7 bao gồm các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh tại Cornwall, Vương quốc Anh vào tuần tới. Một thỏa thuận giữa nhóm này sẽ cung cấp động lực cần thiết cho các cuộc đàm phán sắp tới được lập kế hoạch với 135 quốc gia tại Paris, nước Pháp. Các bộ trưởng tài chính của nhóm 20 quốc gia tân tiến cũng dự kiến sẽ gặp nhau tại Venice vào tháng 7 năm nay. Và theo một tuyên bố từ khối G7 của các bộ trưởng tài chính thì họ viết như sau: chúng tôi cam kết đạt được một giải pháp công bằng cho việc phân bổ quyền đánh thuế với các quốc gia thị trường, được trao quyền đánh thuế trên ít nhất là 20% lợi nhuận vượt quá biên độ 10% cho các doanh nghiệp đa quốc gia lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất. Và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen, người đã có mặt tại London, nước Anh để họp cuộc họp trực tuyến, trực tiếp thưa quý vị, tức là mặt đối mặt, đã ca ngợi hành động này là điều quan trọng chưa từng có. Phát biểu tại Guatemala vào sáng sớm ngày hôm nay, thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris có một thông điệp như sau đối với những người tị nạn ở khu vực Mexico và cũng như là các quốc gia trong khu vực Tam Giác Bắc, đó là đừng có tới nữa. Bà Harris phát biểu kế bên Tổng thống của Guatemala và bà nhấn mạnh rằng tôi muốn nhấn mạnh là mục tiêu của chúng ta là giúp người dân Guatemala tìm được hy vọng nơi tại nhà của họ. Và song song với việc đó, tôi muốn nói rõ với tất cả mọi người trong khu vực này mà đang suy nghĩ đến việc vượt biên một cách rất là mạo hiểm đến khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ, đừng có tới và đừng có tới. Bà Harris có mặt tại Guatemala trong ngày hôm nay, khi bà tới quốc gia này vào tối ngày hôm qua để bắt đầu một cái chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài, khi mà bà được giao phó trách nhiệm là làm sao mà phải khuyến khích cái dòng người tị nạn đến từ khu vực Trung Mỹ và Mexico ngưng vượt biên vô các biên giới ở tại Hoa Kỳ. Và cũng trong cuộc họp báo này với Tổng thống của Guatemala, bà Harris cũng đã tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ đã vừa thành lập ra một đội đặc nhiệm để mà đối phó với vấn đề buôn người của những cái tập đoàn ma túy cũng như là những băng đảng ở tại khu vực Trung Mỹ, khi mà họ lợi dụng cái sự khó khăn nghèo đói của người dân ở tại đây và đưa họ một cách rất là nguy hiểm từ những quốc gia này lên đến khu vực biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ. Và ngoài cái việc mà gọi một tổ đặc nhiệm liên quan đến vấn đề buôn người, thì chính phủ Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cũng tuyên bố thành lập ra một cái đội đặc nhiệm khác để giúp cho các quốc gia tại khu vực Trung Mỹ đối phó với vấn đề tham nhũng và kinh tế khó khăn. Một đoạn ghi âm đã được độc quyền phát hành bởi hãng thông tấn CNN trong ngày hôm nay, họ đã độc quyền thu được. Và qua đoạn ghi âm này, người ta đã thấy rằng cựu cố vấn lâu năm của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, đã không ngưng gây áp lực cũng như là đưa ra những lời khuyến dụ đối với chính phủ Ukraine vào năm 2019. Nhằm điều tra những âm mưu mà các giới thông tin cho rằng là những âm mưu vô căn cứ về việc liên quan đến khi ứng cử viên tổng thống lúc đó là ông Joe Biden. Đoạn ghi âm này là một cuộc điện đàm diễn ra vào hồi tháng 7 năm 2019 giữa luật sư Rudy Giuliani, nhà ngoại giao Hoa Kỳ ông Kurt Volker và ông Andriy Yermak, là cố vấn cao cấp của tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky. Cuộc gọi này là một tiền đề cho cuộc gọi diễn ra, hai cuộc gọi diễn ra tiếp theo sau đó, mà hai cuộc gọi này chính là đề tài cũng như là trọng tâm để đưa đến cuộc luận tội đầu tiên đối với cựu Tổng thống Donald Trump, nơi ông bị cáo buộc kêu gọi sự giúp đỡ của một ngoại quốc cho chiến dịch tranh cử của mình.
Trong cuộc gọi kéo dài 40 phút mà CNN đã thâu được, thưa quý vị, thì Giuliani đã liên tục nói với ông Yermak rằng Tổng thống Zelensky nên thông báo công khai các cuộc điều tra về khả năng tham nhũng của ông Joe Biden ở Ukraine và tuyên bố rằng chính phủ Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để có thể làm tổn thương Tổng thống Donald Trump. Những tuyên bố riêng biệt này đều không đúng sự thật. Tất cả những gì chúng tôi cần từ Tổng thống Zelensky là sẽ giao một công tố viên trung thực chịu trách nhiệm và anh ấy sẽ điều tra và đào bới tất cả những bằng chứng hiện đang tồn tại và bất cứ bằng chứng nào khác về sự liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Và sau đó mà ông Joe Biden phải được, mà tất cả những cái dữ liệu liên quan đến ông Joe Biden đều cần phải được sử dụng tất cả. Ông Giuliani đã nói nguyên văn như trên, thay dựa theo cái bản ghi âm mà CNN đã có được. Bản ghi âm này là một phần của cuộc điện thoại giữa luật sư Giuliani và đại sứ Yermak, đã được đầu tiên là cơ quan BuzzFeed News đưa ra vào hồi đầu tháng 4, và tạp chí Time lần đầu tiên đã đưa ra một số đoạn trích chính từ cuộc gọi này vào hồi tháng 2 năm 2021. Và dĩ nhiên rồi, đây sẽ là một cái quả bom nữa trong cái công việc điều tra liên quan đến những cái việc làm của cựu luật sư Rudy Giuliani mà Bộ Tư pháp cũng như là chính quyền Liên bang Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra. Bản tin kế tiếp liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thành thảo gửi đến quý vị là kinh tế của 7 cường quốc trên thế giới. Và theo lời của bà Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen thì cái việc mà tăng lãi suất là điều tốt cho nền kinh tế Mỹ. Bản tin chi tiết cho biết là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói rằng đề nghị chi tiêu ngân sách 4.000 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden sẽ tích cực cho đất nước Mỹ, ngay cả khi nó dẫn đến việc tăng lãi suất. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cho biết kế hoạch của Tổng thống Biden sẽ tính ra là tổng cộng khoảng 400 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, là mức chi tiêu mà bà cho rằng không đủ cao để tạo ra lạm phát quá mức. Bà nói nguyên văn như sau: nếu chúng tôi kết thúc với một môi trường lãi suất cao hơn một chút thì đó thực sự sẽ là một điểm cộng cho theo quan điểm của xã hội và quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang. Bà Yellen còn nói thêm rằng chúng ta đã phải đối phó và chống lại cái tỷ lệ lạm phát quá thấp và lãi suất cũng quá thấp trong suốt một thập niên qua. Vì vậy, nếu như những cái dự luật ngân sách này mà giúp tăng mọi thứ lên một chút xíu thì đó không phải là điều xấu mà chính ra là một điều tốt. Bởi vì nếu như kinh tế không phát triển, tỷ lệ lạm phát thấp quá thì chúng ta lại còn phải đối phó với một cái vấn đề ngược lại, đó là nạn giảm phát mà nước Mỹ đã phải trải qua trong một khoảng thời gian trong thập niên vừa qua, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, với một phán quyết tuyệt đối 9-0, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra một quyết định kết luận rằng là những người có mặt ở tại Mỹ một cách bất hợp pháp, không cần biết là với cái tình huống nào, với cái chương trình nào, sẽ không bao giờ hội đủ tiêu chuẩn để trở thành những thường trú nhân hay là công nhân của Hoa Kỳ, trừ khi là Quốc hội đưa ra một lệnh ân xá. Đây là một cái tin nghe không có hay ho gì cả đối với những người hiện nay đang ở trong những cái quy chế tị nạn như là DACA, hay là những cái trường hợp mà vì vấn đề chiến tranh hay là thiên tai. Chúng tôi nói ra một cách dễ hiểu hơn, dùng những cái ngôn ngữ mà tương đối là nó bình dân. Lấy ví dụ đi, là nếu quý vị là một người vượt biên vô trong Mỹ vì đất nước của quý vị có thiên tai, có những cái vấn đề chiến tranh đó, thì cơ quan hành pháp, ví dụ như là Tòa Bạch Ốc, có thể đưa ra những cái sắc lệnh để mà bảo đảm rằng là quý vị không có bị trục xuất trong lúc mà đất nước của quý vị có những cái thiên tai hay là những cái vấn đề này. Nhưng nếu mà quý vị dù ở đây mấy chục năm mà muốn xin được vô trong cái quy chế thẻ xanh, đó là gọi là thường trú nhân đó, thì chỉ có Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một cái luật nào đó ân xá và đặc ân cho cái trường hợp quý vị, quý vị mới có thể trở thành những cái người gọi là hợp pháp một cách hoàn toàn tại Mỹ thôi. Và cái án quyết trong ngày hôm nay với tỷ lệ là 9-0, nó đưa ra một thông điệp cho những người trong cái chương trình DACA là dù hiện nay những em trong chương trình DACA không bị trục xuất, nhưng trừ khi Quốc hội thông qua một cái luật mà gọi là ân xá cho các em này, lên đến nhiều khi lên đến 600-700 ngàn người trẻ hiện nay, thì không bao giờ họ sẽ có được cái quy trình hợp pháp từ một cơ quan như là Tòa Bạch Ốc. Trong ngày hôm nay thì một bản tin liên quan đến một loại vaccine mới đã được thông báo, thưa quý vị. Nó được gọi là vaccine
tiểu đơn vị protein. Cái lý thuyết để nó hoạt động, cái nguyên lý mà cái loại vaccine này hoạt động thì nó hơi khác so với loại vaccine hiện nay đang được phép sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dựa trên một công nghệ đã được hiểu rõ, và cái điều đặc biệt hơn nữa là nó không có yêu cầu là phải được lưu trữ ở trong một cái hệ thống lạnh như là loại vaccine của hãng Pfizer. Nói chung, loại vaccine này hoạt động bằng cách là cho hệ thống miễn dịch của con người thấy được một cái thứ gì đó trông giống như là virus, nhưng cái đơn vị này không phải là một con virus thật sự. Và đây chỉ là một cái lời cảnh báo đối với các cái chức năng của tế bào con người. Và nếu như virus thực sự xuất hiện thì hệ thống miễn dịch của con người đã được báo động trước và đã sẵn sàng để sẽ đưa ra những nỗ lực để tiêu diệt cái đơn vị này. Trong trường hợp của coronavirus thì cái thứ gì đó là một trong những cái protein của con virus. Đây là người ta gọi là protein tăng đột biến. Và các loại vaccine do Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer sản xuất thì có chứa các hướng dẫn di truyền cho protein đột biến, và các tế bào trong cơ thể chúng ta tự tạo ra cái protein này. Vaccine COVID-19 tiểu đơn vị protein đầu tiên có sẵn có thể sẽ đến từ công nghệ của công ty sinh học Covavax. Trái ngược với ba loại vaccine đã được Hoa Kỳ chuẩn thuận và đang được sử dụng tại Hoa Kỳ, thì cái loại vaccine này nó có chứa protein đột biến và không cần phải tạo ra nó, vì nó đã được tạo ra cùng với chất bổ trợ để trợ giúp tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch con người để làm cho vaccine thậm chí còn có tính bảo vệ được cao hơn. Các vaccine tiểu đơn vị protein được tạo ra theo cách này đã xuất hiện được một thời gian. Trên thị trường thì người ta đã chứng kiến các loại theo cái nguyên lý này thì đã có các loại vaccine là của phòng bệnh viêm gan B và vaccine để phòng ngừa bệnh ho gà dựa theo chính xác cái công nghệ này. Hiện nay thì công ty Covavax đang chuẩn bị tất cả các cái dữ liệu để có thể nộp đơn lên FDA xin chuẩn thuận, và họ nói rằng cái việc này có thể được hoàn tất vào trong đệ tam cá nguyệt năm 2021, tức là vào khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm nay. Bản tin kế tiếp của Thanh Thảo gửi đến quý vị là liên quan đến vấn đề công ty Google là công ty khổng lồ về công nghệ trên điện toán và tìm kiếm trên mạng điện toán toàn cầu, thưa quý vị. Ngày hôm nay đã cho biết họ sẽ thực hiện những thay đổi đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo toàn cầu của mình để bảo đảm không lạm dụng vị thế thống trị của Google, lần đầu tiên chịu áp lực chống độc quyền trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với chính quyền của Pháp. Thỏa thuận với cơ quan giám sát cạnh tranh của Pháp có thể sẽ giúp tái cân bằng quyền lực đối với quảng cáo, có lợi cho các nhà xuất bản vốn đã có được ảnh hưởng, đã bị chịu tác động của kinh doanh trong thời kỳ tiền Internet, nhưng bây giờ thì mất luôn kiểm soát với sự trỗi dậy nhanh chóng của Google và Facebook và cũng như các mạng xã hội nhỏ khác. Và thỏa thuận dàn xếp được công bố hôm thứ Hai bao gồm khoản tiền phạt 220 triệu euro, tương đương với 268 triệu Mỹ Kim, là lần đầu tiên mà công ty khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ này đồng ý thực hiện, cùng với các thay đổi đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình, vốn mang lại phần lớn doanh thu cho công ty. Giám đốc chống độc quyền của Pháp là Isabel de Silva cho biết rằng quyết định xử phạt Google có ý nghĩa đặc biệt vì đây là quyết định đầu tiên trên thế giới tập trung vào các quy trình đấu giá thuật toán phức tạp mà hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến dựa vào đó. Và theo các điều khoản của thỏa thuận thì Google cam kết trong 3 năm sẽ san bằng sân chơi tốt hơn cho AdX, là một cái công ty chuyên lo về quảng cáo cho Google, với sẽ cử ra một người được ủy thác độc lập để giám sát tình hình. Và cơ quan giám sát của Pháp đã khẳng định như vậy, cũng như là một số thay đổi sẽ được thực hiện vào tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2022. Cơ quan giám sát của Pháp cũng cho biết thêm, Google không kháng cáo quyết định này. Tối ngày hôm qua, thưa quý vị, thì Marcus Anthony Iris, 24 tuổi, và bà Win Lee, 23 tuổi, đã bị cơ quan nhà lộ vận California Highway Patrol bắt giữ tại tư gia của họ vào đêm ngày hôm qua tại thành phố Costa Mesa. Hai nghi can này bị cáo buộc là đã với tội mưu sát một bé trai 6 tuổi vào ngày 21 tháng 5, khi mà bé trai này đang ngồi ở trong cái ghế sau trong xe của một người mẹ, khi mà dựa theo những lời khai mà người mẹ này kể lại thì bé trai này và người mẹ đang lái xe trên freeway 55 ở tại Orange County. Vì có một xe trước đã chen lên mà cắt ngang xe của bà mà không có đưa ra những tín hiệu trước đó, bà tức giận quá cho nên là bà có những cái cử chỉ dùng những cái ngón tay để mà đưa ra cái việc mà bất bình của bà. Sau khi mà bà đưa ra những cái thông điệp này bằng những ngón tay của bà
thì cái xe của hai nghi can này đã chậm lại và họ lái ở về phía sau xe của hai mẹ con này, và từ phía sau đó họ đã bắn vài phát súng từ xe của họ, và một viên đã trúng vào trong bụng của bé trai. Bé trai có nói một câu trước khi mà mất rằng là bụng của con đau quá. Và từ đó đến bây giờ thì cái tiền thưởng mà nhiều người đã đứng ra sau sự kiện này đã lên đến 500.000 Mỹ Kim để cho ai có được những thông tin đưa đến cái việc bắt được hai nghi can này. Và trong đêm ngày hôm qua tại Costa Mesa, hai nghi can này đã bị cảnh sát bắt giữ. Và hiện nay họ không đủ tiền chuộc để mà tại ngoại hậu tra. Họ sẽ phải ở tù cho đến khi nào mà phiên tòa bắt đầu mà thôi, với tội danh là mưu sát. Đây là một cái tội ác rất là đáng, phải nói là đáng lên án. Đáng trừng trị. Dạ, nhưng mà Thanh Thảo cũng nghĩ rằng là có những cái lời người ta đã khuyên, các chuyên gia đã khuyên là cho dù lái xe có khó chịu đến đâu, có bị ai cắt ngang đường, có bị ai làm cái gì, thì quý vị để giữ an toàn, hãy nghe nhạc classical, nghe nhạc cổ điển hoặc là làm cái gì đó, đừng có tỏ thái độ. Bởi vì mình không bao giờ lường được cái thái độ của người khác. Cho nên hay nhất là giữ an toàn và giữ bình tĩnh trước cho mình. Và nhớ cẩn thận, nếu mà có cần phải đến trễ một chút, chắc là cũng không đến nỗi nào, còn hơn là bị gặp nguy hiểm hoặc là mất mạng. Gặp đến mất mạng. Dạ. Vâng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Deface này trong ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị lại vào chương trình của ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi McDonald's, Wellspa, thương hiệu Salon Furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp, và Estiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Yeah, we're here for the BTS man. A Coke and fries. 10 piece chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce and cake. Get the BTS meal at McDonald's. Sidestep right left to my beat. Ba-da-ba-ba-ba. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.